Rồi, Huy Cường Audio chào tất cả các bác. Thì hôm nay bên em lại giới thiệu cho tất cả các bác những dòng sản phẩm cao cấp mang thương hiệu Sintech và dòng Khama của Hà Lan. Đặc biệt nó là hai sợi dây nguồn Odin, nó là dòng lọt đốt Odin 2 rất là cao cấp và cực kỳ là hiếm ở trên thị trường nha các bác. Đó, và các bác có thể thấy được đó, trước mặt các bác đây chính là một cặp dây loa Sintech và bên đây một sợi dây nguồn, một sợi dây tín hiệu thuộc dòng Sintech của Hà Lan. Nó là một trong những công nghệ G7 được sự có sự kết hợp hợp kim giữa vàng và bạc nha các bác. Đó, và hãng người ta sản xuất rất là tinh tế và tỉ mỉ. Rồi thì có thể tiếp đến đây, các bác có thể thấy được đây, đây chính là cặp dây loa và cặp dây tín hiệu Khama. Đó, một trong những dòng rất là cao cấp, nó thuộc dạng tầm cao tầm trung của hãng nha. Chứ nếu mà nói là dòng cao cấp thì dòng cặp dây loa và cặp dây tín hiệu kia nó vẫn chưa phải là dòng cao cấp nha các bác. Đó, nó chỉ thuộc dạng tầm trung của hãng. Đó, và hai mẫu dây này thì đều là mang thương hiệu của Hà Lan nha. Đó, Khama và dòng Sintech đều là mang thương hiệu của Hà Lan, một trong những nước sản xuất dây loa, dây tín hiệu cực kỳ nổi tiếng. Nó cũng như những dòng dây tín hiệu và dây loa Van Den Hul, nó là một trong những dòng rất là nổi tiếng đến từ hãng của Hà Lan nha. Rồi, và tiếp đến bên cạnh đây, các bác có thể thấy được, nó chính là hai sợi dây nguồn Odin. Đó, hai sợi dây nguồn Odin 2 rất là cao cấp nha. Đó, rồi thì để đi vào chi tiết video thì các bác có thể kết bạn qua số điện thoại trên màn hình Huy Cường Audio 0775 264 888 hoặc 0354 725 058. Rồi thì hôm nay em giới thiệu là những dòng mẫu dây cao cấp và giá của nó thì toàn là từ 10 triệu trở lên, không có dòng nào thấp nha. Thì để không mất thời gian của anh em tham khảo thì em sẽ có thể báo giá luôn để cho tất cả các bác cùng biết chi tiết sản phẩm. Rồi thì bây giờ em sẽ quay trước tiên, nó chính là một sợi dây nguồn. Các bác có thể thấy đây, đây trước mặt các bác đây chính là một sợi dây nguồn Sintech của Hà Lan nha. Đó, thì dòng này hôm bữa em cũng đã giới thiệu sơ qua cho tất cả các bác rồi, thì hôm nay em sẽ giới thiệu lại cho các bác nha. Đó, các bác thấy không, đây là cục lọc nhiễu thương hiệu Sintech. Đó, mã của nó là SG4154. Đó, hàng made in của Hà Lan. Thì dòng này nó là được sản xuất bằng tay nha các bác và được sử dụng đầu jack Furutech FL11 của hãng. Đó, đầu jack của nó là FL11. Đấy, các bác có thể thấy không, Furutech. Nhiều bác thắc mắc hỏi tại sao dây của Hà Lan lại sử dụng đầu jack của Furutech, thì dòng này các bác cũng biết rồi, rất là nhiều dòng đang sử dụng hãng của Furutech, như Odin cũng đã có sử dụng của Furutech nha. Đó, Furutech. Thì hàng này, dây nguồn sợi này thì em về nó là hàng trưng bày, hàng chưa qua sử dụng nha. Đó, chưa qua sử dụng, hàng vẫn còn đầy đủ hộp. Và đây chính là một dây của hãng. Đó, thì những dòng cao cấp như này em sẽ không đánh giá cao và chất lượng, em không giới thiệu đi sâu nha. Xin lỗi các bác, là em sẽ không giới thiệu đi sâu về cái chất âm của nó. Để mà nói so về cái chất lượng của dòng dây này thì các bác không thể chê được, vì ghép được rất là nhiều dòng loa nha, ghép được rất là nhiều dòng loa, kể cả là ghép được những dòng dây nguồn như này, các bác ghép được rất là nhiều âm đi, kể cả cắm vào bao hay là những con rè đều cắm được nha, đầu CD. Đó, dây này là 1,5m nha các bác. Em xin lỗi các bác nhé, dây nguồn em báo lại của nó là dây nguồn là 2m nha, dây nguồn 2m nha. Và giá của dây nguồn này là 12.400.000. Rồi, tiếp đến nó chính là cặp dây Sintech. Đây, cặp dây Sintech. Đây, này, dây tín hiệu Sintech, em sẽ quay cho anh em xem. Đó, mã của nó đây, 3715. Đầu jack của nó đây, em sẽ quay chi tiết tỉ mỉ cho anh em cùng xem nha. Đó, mạ vàng công nghiệp, đầu jack khóa nha. Có siết này nó sẽ khóa lại này. Và dòng này thì nó là dài 1,5m nha các bác. Đấy, đây, em quay xa các bác thấy được cặp dây tín hiệu của nó đây. Đó, rất là cao cấp vào các thể cái lõi dây. Đó, đây chính là một cái lõi dây tín hiệu nha. Đây là cục lọc hãy nhiễu hai chiều rồi thì em không nói. Đó, cục lọc nhiễu hai chiều rồi.
Đó, các bác em quay cái mặt bên trong cho anh em cùng tham khảo. Đấy, cho thế. Được mạ vàng rất là bóng nha. Thì nó là hàng trưng bày chưa cắm rút. Và sợi này thì em vẫn đang bán cho anh em với mức giá là 12.400.000. Đó. Đấy, em đều gọn vào đây thì sẽ xong được sợi dây nguồn và dây tín hiệu. Ở đây, trước mặt các bác đây, đây chính là một bộ dây loa nha. Đấy. À, hai bên này, hai hộp này chính là một cặp nha. Thì mỗi hộp của nó là một vế. Và bây giờ em sẽ quay cho anh em xem một vế trước nha. Cái thực ra cặp này rất là to, em không thể để nào mà quay được một cặp nha. Đó. Đây cũng là cái tờ giấy giới thiệu của hãng thôi, không có gì cả. Đó, đây. Đây, em quay cho anh em xem nha. Cục lọc này của nó sẽ to hơn cục lọc của dây loa này. Lọc nhiễu dây loa này nó to hơn là dòng dây tín hiệu và dây nguồn nha các bác. To hơn cũng khá là nhiều đó. Đây. Đây bác thấy chưa? Thì cặp dây loa này là bên đó người ta cũng có cắm rồi, cũng xài rồi nha. Đó. Hàng này thì nó cặp dây loa này là xài rồi. Đây các bác thấy không? Đấy, bên trên có đây, trên này là tại vì nó không thì em không thể quay gần lại được. Nó rất là nhỏ nha, nhưng đây trên là chữ này, đó là logo và chữ thương hiệu của Sintech nha các bác. Đầu rắc mạ vàng nha. Đó. Rất là đẹp, rất là cao cấp này. Đấy. Những cặp dây loa như này thì chắc chắn là các bác phải ghép những cái dòng cao cấp rồi, những dàn rất là cao cấp thì các bác có thể ghép những cái dàn dây, những cặp dây loa như này. Đó, thì kể cả là dây loa và dây nguồn em giới thiệu cho các bác rồi, nó chính là hợp kim G7 giữa vàng và bạc kết hợp với nhau, và dòng dây này thì nó sẽ có chống nhiễu hai chiều cho các bác. Đó, chất năng của nó thì lọc nhiễu cực kỳ là tốt nha, dẫn tín hiệu rất là hay, rất là ổn định, không bao giờ bị nhiễu hay là bị ù tiếng. Những cái nếu mà để nói về những dòng này thì chắc chắn là cái tiếng đuôi của tiếng bát đó, nó sẽ không bao giờ bị ù. Và cái trường âm của nó ra rất là chi tiết và tỉ mỉ nha. Chất âm thì cực kỳ mềm mại. Và những cái cặp dây loa cao cấp như này thì thực sự để mà nói thì để mà nó đánh giá về chất lượng của nó thì rất là hay rồi. Chất âm của nó mang lại thì cực kỳ là tuyệt vời. Và cái giá thành của nó thì nó cũng không hề rẻ để mang lại cho tất cả các bác những cái chất âm rất là hay nha. Đó, thì cặp dây loa này thì mũi vế của nó cũng là 2,5m nha. Đó. 2,5m và giá của nó thì em báo cho anh em rồi, 22 triệu một cặp này. Đúng giá 22 triệu. Đó. Các bạn lấy trọn bộ thì alo cho em. Đấy. Đấy. Rồi, thì tiếp đến đây. Chính là hai sợi dây nguồn Odin. Đấy, bây giờ em sẽ quay em để cái này em sẽ để lại, em quay cho anh em. Đấy, quay cho các bác xem nó chi tiết hơn. Em quay một sợi một thôi nha. Đây. Đây chính là sợi dây nguồn Odin 2 này. Đấy, các bác có thể thấy không? Odin 2. Hàng loạt dot made in USA. Đó, hàng loạt dot made in USA nha. Đấy, các bác nhỉ. Hàng made in USA nha. Đấy, sợi này thì dài 1,5m. Các bác thấy được cái chất liệu lõi dây của nó đây. Bạc rất là sáng, rất là bóng. Cái lớp dây chống nhiễu của nó cũng cực kỳ hay nhá. Cái tinh thể bạc của nó cực kỳ là tốt. Đó. Đây là cái mã đằng sau này. Thì cái đằng sau cục lọc của nó sẽ là một cái điều hướng mũi tên. Và cái mã của nó là 0QD. Mã của nó đây. 02280. Đó. Đấy, các bác có thấy được cái cặp dây sợi dây của Odin này thì rất là cao cấp rồi. Đó. Thì cái dòng này thì các bác cứ alo cho em sẽ cho tự giá các bác cực kỳ là tốt nha, giá thành rất là tốt so với dòng này. Đấy, cái sợi dây của Odin 2 này em bán giá rất là tốt để phục vụ cho tất các bác cùng chơi, cùng trải nghiệm những cái dòng dây rất là hay nha. Rồi thì tâm điểm của ngày hôm nay nó chính là đây, tâm điểm của ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác đó chính là cặp dây loa và cặp dây tín hiệu Khamal Hà Lan nha. Đó, đây. Đó. Dòng này là dòng xài rồi, không phải hàng trưng bày nha, đã qua sử dụng, cũng khách ở bên đó thì người ta cũng báo là đã sử dụng được hơn một năm. Đó. Hơn một năm thì hôm nay em sẽ về được Việt Nam.
giá rất là tốt này. Đây chính là giới của hãng, giấy của hãng này, Khama, giấy giới thiệu của hãng thôi. Đó, các bác thấy là trước mặt các bác đây chính một cặp dây loa rất là khủng nha, cực kỳ là cao cấp. Này, các bác có thể nõi dây này. Đó, bây giờ em sẽ quay chi tiết cho anh em xem đây. Đó, trên tay em cầm đây chính là một vế của dây loa, ở dây tín hiệu nha. Đó, một vế cặp dây tín hiệu thôi. Này, được in logo của Hà Lan nha, Khama. Đó. Đó, cặp này thì lần này nó người ta xài lâu rồi nên nó chảy xước và giá thành của nó cũng sẽ tốt hơn với những cặp khác nha. Đó, Khama này, rắc của nó này. Đó, các bác thấy không? Này, cái cục lọc nhiễu của nó này. Riêng cái cặp dây tín hiệu này nó nặng, nó rơi khoảng chừng 3 kg rồi nha các bác. Đó. À, nhiều bác cứ thắc mắc của em là rắc này có vẻ là bị vỡ không? Đây nha. Thì đây là rắc của hãng này, người ta sản xuất nó như vậy rồi chứ không phải bị vỡ hay là bị chảy xước gì nha các bác. Đó. Rắc nó chảy xước như rắc nó không phải chảy xước mà nó bị lứt ra này, nó là kiểu rắc nó vậy chứ không phải nó bị vỡ hay là gì cả. Đây là em cứ báo luôn để cho tất cả các bác cùng biết nha. Các bác thấy cục lọc nhiễu nó đây. Em gõ cho các bác nghe nha. Rất là đặc. Đấy. À. Khama. Dây đợt này thì nó chảy xước một tí bởi vì người ta dài lâu. Giá nó cũng sẽ tốt hơn nha. Em nghĩ sợi da này không biết là da rắn hay da bò gì đây. Đây, da cá sấu rồi. Nha. Cặp dây này rất là cao cấp. Và giá của cặp này thì em đợt này em về thì nó cũng sẽ hơi cao hơn so với cái đợt trước của các bác khách ở Thành Lý ấy. Thì đợt này cặp này em về thì giá của nó nếu mà so với giá thị trường nó rẻ hơn nó rất là nhiều nha. Nếu so với giá thị trường thì cặp này em sẽ bán cho anh em với giá là 22.900.000, 22.900.000 cặp dây tín hiệu Khama này. Đó. 1,5m nha các bác, rất là cao cấp, hàng nguyên bán nguyên zin 100%. Đó. Tiếp đến bên cạnh đây chính là cặp dây loa. Cặp này thu nó cân em nhớ nhầm cân là phải gần 5 kg nha các bác. Này các bác này. À, dòng này thì nó chỉ sử dụng 100% càng cua nha các bác. Đó, này. Đây nha. Chảy xước cũ, này những vết như này. Đó, là người ta xài nha. Đó. Hàng nguyên zin nha. Nguyên zin từ con ốc nha. Đó. Đây. À, cục lọc nhiễu là đây. Khama. Đó, được làm thủ công tại được làm thủ công bằng tay tại Hà Lan này. Nào cái thân dây của nó đây. Đây các bác thấy thân dây nó này. Đó, bên ngoài này là chính là một lớp bọc vải đen và bên trong các bác nhìn thấy những lớp ánh không? Đó chính là những dây bạc chống nhiễu của nó nha. Dây bạc chống nhiễu của nó rất là cao cấp. Đó, và mũi vế của cặp này là 2,5m này. Đó, cặp dây loa này là mũi vế là 2,5m này các bác. Đó, rất là cao cấp, hàng rất là hiếm. Và giá của cặp này là giá của cặp này nó là 37 triệu nha. 37 triệu cặp này nha các bác. Này, các bác thêm. Hàng xài rồi, rất là cao cấp nếu so với hãng. Nếu là hàng mới của nó thì mình không thể so sánh được. Hàng mới có giá của nó phải trên 80 triệu nha. Hàng mới, đợt này em về là hàng bên đó người ta xài rồi. Và người ta báo là người ta đã xài được hơn 1 năm. Đó, 1 năm và dây rất hàng còn người ta còn nguyên bản. Tức là đầu rắc nó sẽ bị chảy xước và bị cũ đi. Đó, còn cục lọc nhiễu này. Tất cả mọi thứ đều nguyên bản, nguyên zin hết. Đó, thì hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác toàn những dòng siêu phẩm để cho các bác cùng tham khảo và lựa chọn. Thì những bác nào quan tâm đến những dòng sản phẩm mà hôm nay em giới thiệu thì các bác có thể liên hệ cho em qua 2 số điện thoại trên màn hình đây. Đây, 2 số điện thoại trên màn hình. Đó, 0775 264 888 hoặc 0354 725 058 nha các bác. Đó. Rồi, thì hôm nay em giới thiệu cho tất cả các bác tổng hợp những mẫu dây loa, dây nguồn thuộc dòng cao cấp của Hà Lan và dòng dây nguồn Odin của Mỹ nha. Đó, dòng dây nguồn Odin của Mỹ thì những dòng sản phẩm này chất lượng của nó mang lại thì cực kỳ tuyệt vời. Và giá thành của nó thì thực ra thì hôm nay em giới thiệu là những dòng cao cấp để cho những bác nào có điều kiện để trải nghiệm hoặc sưu tầm
những dòng dây loa cao cấp như này nha. Rồi thì Huy Cường Audio thân ái chào tạm biệt tất cả các bác và hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.